Thi Thiên 112. Hallelujah. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Con cháu người ấy sẽ cường thịnh trên đất. Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người ấy, và sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng, tức là người hay làm ơn, có lòng thương xót và công chính. Phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn và điều hành mọi công việc trong sự chính trực. Người công chính sẽ chẳng hề bị rúng động. Kỷ niệm người ấy còn đến đời đời. Người ấy không sợ các tin dữ. Lòng người ấy vững bền, tin cậy Đức Giê-hô-va. Lòng người ấy kiên định, chẳng hề sợ hãi, cho đến khi người ấy thấy các kẻ thù mình bị đánh bại. Người ấy rải tiền của, bố thí cho người nghèo khổ. Sự công chính của người ấy còn đến đời đời. Sừng người ấy sẽ được ngước lên trong vinh quang. Kẻ ác thấy điều đó thì tức giận, nghiến răng và bị diệt mất. Tham vọng của kẻ ác sẽ tiêu tan. Phi-e-rơ nhất chương 4. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí. Vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác tán, thờ hình tượng gớm ghiếc. Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa, thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em. Nhưng họ sẽ phải khai trình với Đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. Vì lý do đó, Tin Lành cũng đã được giảng ra cho cả kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, kẻ trộm cắp, kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. Trái lại, nếu có ai vì làm cơ đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì thời kỳ phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời. Nếu bắt đầu từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ không vâng phục Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ thế nào? Và nếu người công chính còn khó được cứu rỗi thì những kẻ bất chính và kẻ có tội sẽ ra sao? Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy tiếp tục làm lành và phó thác lên hầu mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Ê-xê-chiên chương 29. Vào ngày 12 tháng 10 năm thứ 10, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy xây mặt chống lại Pha-ra-ông, vua Ai Cập, và nói tiên tri chống lại vua ấy và cả xứ Ai Cập nữa. Hãy nói: Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi Pha-ra-ông, vua Ai Cập, này, ta chống lại ngươi. Ngươi là con quái vật khổng lồ nằm giữa các sông. Ngươi nói rằng: Sông Nin của ta thuộc về ta, chính ta đã làm nên nó. Ta sẽ đặt những mốc trong hai hàm ngươi,
và khiến cá trong các sông của ngươi dính vào vải ngươi. Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi các sông của ngươi, cùng với tất cả cá trong các sông đã dính vào vải ngươi nữa. Ta sẽ ném ngươi vào hoang mạc, ngươi và tất cả cá trong các sông ngươi. Ngươi sẽ ngã xuống trên cánh đồng trống, sẽ chẳng được lượm lại hay thâu lại. Ta đã phó ngươi làm đồ ăn cho loài thú dưới đất và loài chim trên trời. Bây giờ, tất cả cư dân Ai Cập sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, vì ngươi đã trở thành cây gậy bằng sậy cho nhà Israel. Khi chúng đưa tay cầm lấy ngươi, thì ngươi bị gãy và làm rách cả hai vai chúng. Khi chúng tựa trên ngươi, thì ngươi bị dập ra và làm cho lưng chúng sụm xuống. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ đem gươm đến chống lại ngươi và sẽ tiêu diệt cả người lẫn thú vật. Đất Ai Cập sẽ trở nên hoang vu, vắng vẻ, và chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì Pha-ra-ôn có nói rằng: Sông Niên thuộc về ta, ta đã làm nên nó. Cho nên, này, ta chống lại ngươi và các sông ngươi. Ta sẽ khiến đất Ai Cập trở nên như sa mạc hoang vu, vắng vẻ, từ Mít-đông đến Si-a-nê và đến tận biên giới Ethiopia. Chẳng có bàn chân người đi qua đó, cũng chẳng có bàn chân thú vật đi qua nữa. Nó sẽ chẳng có dân cư sống ở đó trong 40 năm. Ta sẽ khiến Ai Cập thành một đất hoang vu ở giữa những đất hoang vu, và các thành của nó sẽ điêu tàn ở giữa các thành điêu tàn trong 40 năm. Ta sẽ làm dân Ai Cập tan lạc trong các dân và rải chúng ra trong các nước. Vì Chúa Giê-hô-va phán: Mãn 40 năm, ta sẽ nhóm dân Ai Cập lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tản lạc. Ta sẽ làm cho những kẻ lưu đày của Ai Cập trở về và đem chúng về trong đất Pha-trót, là quê cha đất tổ của chúng. Nhưng chúng chỉ lập được một nước suy yếu. Nước Ai Cập sẽ là một nước yếu kém hơn hết các nước, và sẽ không được tôn cao trên các nước nữa. Ta sẽ khiến chúng yếu đi để chúng không cai trị trên các nước nữa. Nước ấy sẽ không còn làm nguồn trông cậy cho nhà Israel nữa. Nhưng Israel sẽ nhớ lại tội lỗi của chúng khi chúng quay sang cầu cứu nước ấy. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va. Vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ 27, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt quân đội làm việc nặng nhọc để tấn công Tyre. Mọi đầu đều bị cào trọc, mọi vai đều bị chày chụa. Tuy nhiên, vua ấy và quân lính không đạt được lợi ích gì từ phía thành Tyre để bù lại công lao tiến đánh thành ấy. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Ta sẽ phó đất Ai Cập cho Nebuchadnezzar, vua Babylon. Vua ấy sẽ bắt dân chúng giải đi, cướp phá và thu chiến lợi phẩm như là tiền công trả cho đạo quân của vua. Ta đã phó đất Ai Cập cho vua ấy để thưởng công khó của chúng vì chúng đã làm việc cho ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, ta sẽ khiến nhà Israel mọc ra một cái sừng, và ta sẽ cho con mở miệng giữa chúng, và chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chiên chương 30. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy nói tiên tri rằng Chúa Giê-hô-va phán: Hãy khóc than, thật là ngày khốn nạn, vì ngày ấy gần rồi. Ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, là ngày mây mù, thời kỳ tai họa cho các dân tộc. Gươm sẽ đánh trên Ai Cập, và nỗi thống khổ sẽ đánh với Ethiopia. Khi những kẻ bị giết sẽ ngã chết ở Ai Cập, chúng sẽ bắt dân chúng giải đi, và những nền của nó bị phá đổ: Ethiopia, Phút, Lút, mọi dân Pha Tạp, Cấp và dân của đất giao ước sẽ cùng ngã chết bởi gươm với Ai Cập. Đức Giê-hô-va phán: Những ai giúp đỡ Ai Cập sẽ ngã, sức mạnh mà nó tự hào sẽ bị hạ xuống. Chúng sẽ ngã chết bởi gươm, từ Mít-đôn đến Si-a-nê. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng sẽ bị hoang vu ở giữa các nước bị hoang vu, và các thành của nó sẽ ở giữa các thành bị tàn phá. Lúc ấy, chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta phóng hỏa Ai Cập và mọi kẻ giúp đỡ nó bị chà nát. Trong ngày đó, các sứ giả mà ta sai đi bằng tàu sẽ làm cho người Ethiopia đang bình an phải sợ hãi. Dân chúng sẽ buồn rầu trong ngày tai họa của Ai Cập.
Vì này, ngày ấy đang đến, Chúa Giê-hô-va phán: Ta sẽ dùng tay Nebuchadnezzar vua Babylon để tiêu diệt đoàn dân của Ai Cập. Vua ấy cùng với dân mình là một dân độc ác trong các dân, sẽ được đem đến để phá hại đất. Chúng sẽ rút gươm đánh Ai Cập và làm cho đất đầy xác chết. Ta sẽ làm cho sông Nin khô cạn và bán đất ấy vào tay những kẻ dữ. Ta sẽ dùng tay dân ngoại tàn phá đất ấy và mọi vật trong đó. Ta là Đức Giê-hô-va đã phán. Chúa Giê-hô-va lại phán: Ta sẽ hủy diệt các thần tượng và tiêu trừ các hình tượng khỏi thành nấp. Trong đất Ai Cập sẽ không có vua nữa, và ta sẽ rải sự kinh khiếp trong đất Ai Cập. Ta sẽ làm cho Pha-trót bị hoang vu, phóng hỏa thành Sô-an và thi hành sự trừng phạt trên thành Nô. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên thành Sin, là pháo đài của Ai Cập, và sẽ tiêu diệt dân chúng thành Nô. Ta sẽ phóng hỏa Ai Cập, thành Sin sẽ vô cùng đau thương, thành Nô sẽ bị phá tan, và thành Nấp sẽ bị giặc tàn phá giữa ban ngày. Thanh niên thành Ôn và Phi-bê-sết sẽ ngã chết bởi gươm, và thiếu nữ các thành ấy sẽ bị lưu đày. Tại Tát-pha-nét ban ngày sẽ tối tăm, khi ta bẻ gãy các ách của Ai Cập ở đó, và sức mạnh đầy tự hào của nó sẽ chấm dứt. Nó sẽ bị một đám mây che khuất, con gái nó sẽ bị lưu đày. Ta sẽ thi hành sự phán xét trên Ai Cập, và chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vào ngày mùng 7 tháng Giêng năm thứ 11, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, ta đã bẻ cánh tay của Pha-ra-ông vua Ai Cập. Này, không ai rịch thuốc để chữa lành, không ai băng bó vết thương để nó lấy lại sức mà cầm gươm. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta chống lại Pha-ra-ông vua Ai Cập và sẽ bẻ hai cánh tay nó, cả cánh tay đang mạnh cùng với cánh tay bị gãy, và làm cho gươm rớt khỏi tay nó. Ta sẽ làm cho dân Ai Cập tan lạc trong các dân và rải chúng ra trong các nước. Ta sẽ làm cho cánh tay vua Babylon thêm mạnh, đặt gươm ta trong tay vua ấy, nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pharaoh. Pharaoh sẽ rên rỉ trước mặt vua Babylon như một người bị thương sắp chết vậy. Ta sẽ làm cho hai cánh tay của vua Babylon mạnh mẽ, nhưng hai cánh tay của Pharaoh thì sẽ sụ xuống. Chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta trao gươm ta trong tay vua Babylon, và vua ấy sẽ giơ gươm ấy ra chống xứ Ai Cập. Ta sẽ làm tan lạc dân Ai Cập trong các dân, rải chúng ra trong các nước, và chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.